Đang vào chùa từ bé sư phụ không quên bảo là không được gần nữ sắc, cho dù nàng có dặn ta chỉ là người xuất gia sau này còn cố theo đuổi. Tâm ta chỉ hướng về cửa Phật và tay cầm lấy cây chổi. Hàng ngày tao quét lá đa, bọn miệng luôn A Di Đà. Nàng cứ theo sau tao hoài, thấy ngại quá thôi đi mà. Nam nữ thọ bất thân, Nam mô A Di Đà Phật. Không phải chọn nắm tay nắm chân, đừng có nói những lời đường mặt. Ta chỉ là một gã hòa thượng, thì diện mạo cũng hơi tinh tú. Chỉ có cây kẹo hồ lô muốn ta xuống núi đi cùng thí chủ. Ta còn phải làm đạo hữu phụ gánh nước các vị trong tự. Đừng có nghĩ có chút nhan sắc đủ để làm bằng tăng thích thú. Die.